Xin chào các cô gái xinh đẹp. Video này Trang sẽ trở lại với một bạn son kem lì của hãng Agapan có tên là Painting Rouge. Bạn nào mà cũng đang thích mê chất son này thì nhớ xem thật kỹ video lần này nhé. Có rất nhiều tông màu hay ho đang chờ bạn đấy. Và có cả một số dupe gần như giống hệt với các thỏi son đắt tiền hơn luôn. Bảng màu son hiện tại gồm 7 màu tất cả. Thiết kế son ngoài cầm rất chắc tay. Khi mở nắp son ra mình đã nhận ngay ra em này có mùi hoa quả ngọt y hệt son Rire bé lùn ý. Vì thế mình cũng rất băn khoăn xem liệu chất son có giống không. Mọi người cùng xem và đánh giá nha. Với dạng son kem lì này, Trang vẫn thấy đẹp nhất là tô cả môi nên video này cũng sẽ không có phần lòng môi. Các bạn vẫn luôn hiểu mà. Chất son có kết cấu rất lỏng nhưng mình ngạc nhiên là màu lên rõ và đậm ngay từ lần quệt đầu tiên. Đậm đều chứ không bị loang lổ. Các đoạn swatch bạn đang xem mình cũng chỉ cần nhúng cọ tối đa 2 lần thôi chứ không cần nhiều hơn. Đặc biệt với bất kỳ cây son liquid lipstick nào, Trang cũng rất khắt khe với cái đầu bông thoa son vì chỉ cần hơi to quá là sẽ lem nhem ngay, khó viền môi được đẹp. Tất nhiên bạn hoàn toàn có thể dùng kẻ chì để viền lại cho đẹp hơn. Nhưng cái này mình cũng đã từng nhắc tới rồi, đó là vì môi mình tương đối dày nên thường không sử dụng kẻ chì nữa. Và đầu cọ thoa son của Agapan mình thấy rất ưng vì không bị viền hụt lần nào cả và cũng không mất quá nhiều thời gian để chỉnh lại cho sắc nét. Chất son của thỏi Painting Rouge này cũng rất ổn định giữa các màu son, tức là không có sự khác biệt quá nhiều hay không có thỏi nào bị bột hơn cả. Màu đậm hơn cũng không gặp tình trạng loang màu, chỗ đậm nhạt rõ rệt đâu. Cũng một phần vì bảng màu không có tông san hô nữa đấy. Mình hoàn toàn có thể di cọ đi lại nhiều lần mà lớp son vẫn đều. Điểm này cũng rất then chốt với kiểu son này, vì không ai muốn chỗ thì đậm ơi là đậm, chỗ thì không có tí màu gì mà đúng không? Vì là son kem lì nên mình cũng mong chờ độ bám màu tốt. Sau khi thoa xong đợi tầm 2 phút là son khô hẳn, tiệp dần vào môi, khi mặn môi lại không thấy bị dính nữa. Tuy nhiên thì em ấy cũng rất bám vào các đường vân môi, thế nên nếu môi khô hay có vẩy là báo động đấy nhá. Vì Trang cũng quen dùng các loại kem lì rồi nên thật ra đây cũng không phải là điểm là mình bận tâm quá nhiều. Cái quan trọng hơn là cảm giác trên môi có nặng hay khó chịu không. Vì nhiều bạn có thể nghĩ rằng bám vào môi như thế chắc chắn là sẽ cảm thấy môi bị bít. Nhưng mình lại thấy em này khá nhẹ, vẫn sẽ thấy hơi khô một chút, đặc biệt là sau khoảng 4 đến 5 tiếng màu son sẽ đậm hơn ban đầu và có phần khô hơn, nhưng vẫn trong ranh giới có thể chịu được. Vẫn nhẹ hơn cây Colourpop Ultra Matte Lip nhiều và độ khô cũng tương đương với cây MAC Kem mà mình đã swatch. MAC Kem chứ không phải MAC Kem. Uống nước hun hít, yên tâm là son không bị dây. Nhưng với một bữa ăn mà có gì đó dầu mỡ lại mình không thể sống sót qua nổi đâu. Mình đã thử test các cấp độ bữa ăn thì kết quả là son bị trôi ở phần trong khá nhiều, chỉ còn lại viền thôi. Nếu bạn có đi ăn ở ngoài thì nhớ mang em ý theo người để tô lại nhé. Vì dù là dễ trôi bởi dầu mỡ nhưng thoa đi bằng giấy ăn thì cực kỳ khó. Không mang son tô lại là phải ngồi kì cho hết màu son đi, rát môi lắm đấy. Vậy nên phải trang bị một em tẩy trang có dầu để đối phó với bạn kem lì này ngay nha. À, cái này thì là một điểm nhỏ thôi nhưng vì mình rất hài lòng nên cũng sẽ đề cập tới ngay. Đó là khi tẩy đi son không bị hiện tượng các hạt bột loang. Vì làm video swatch một lúc bày thỏi nên đây là yếu tố mà mình rất để ý tới. Lần trước son Rire mình đã gặp tình trạng đấy rồi. Các hạt bột li ti xong còn kiểu dính vào răng nữa, tẩy trong khổ sở ấy. Không phải lăn tăn quá nhiều, màu 4 và màu 7 chắc chắn là hai tông son mình thích nhất lần này. Màu số 8 này rất giống thỏi Soho của Espoir. Ban đầu mình thoa lên đã thấy quen rồi nhưng chưa nhận ra. Sau khi thử lên tay thì giống đến 99%. Chỉ khác một bên son thỏi, một bên son kem lì thôi. Tông màu này thì hơi chóe một chút và thật sự mình cũng không dùng nhiều lắm. Nhưng nếu bạn nào đang tìm kiếm màu dupe với Soho thì tham khảo xem sao nhé. Nếu bạn đang tìm kiếm một thỏi son kem lì giá học sinh sinh viên thì Agapan có thể đáp ứng đủ các tiêu chí về giá, thiết kế, màu son cũng như chất lượng. Mình không gặp vấn đề bột với màu nào nên vẫn đang sung sướng qua đây. Nếu bạn đã sở hữu cây son này thì cũng hãy cho Trang biết cảm nhận của bạn ở phần comment nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Bye bye!